ở đây xe con hơn mà là nhiều, mà mình có xe số ở đây có xe số mô. Vậy không sửa chứ. Thôi ở đây ok, bắt cửa ra. Đặt như là. Đâu rồi, không lâu. Con vừa lấy cua mà ngắn. Cười để coi nè. Quay mặt tổng vô là quay kho mặt tổng vô thôi. Đủ 50 người xem và theo dõi, comment, chia sẻ rộng. Điền Tuấn chia sẻ một cái 3NH Việt Nam. Một ngày nào đấy anh em gặp con xe nổ máy tất cả bình thường, nhưng con xe lại mất, không có sạc nha anh em. Chạy chỉ cần vài ngày là hết pin, hoặc là có thể chạy đường dài liên tục bóp còi đèn xi nhan đầy đủ thì sẽ hết pin trong vòng một ngày. Anh em chia sẻ mạnh like, Đình Tuấn sẽ chia sẻ cái ban này. Có thể nhiều anh em không biết, thay luôn cả IC, thay luôn cả quận mà vẫn không sạc, thì anh em comment chia sẻ mạnh like thì Đình Tuấn sẽ chia sẻ cái ban này cho anh em luôn. Đặc biệt cho những anh em nào chưa có tay nghề, hoặc anh em nào có tay nghề mà chưa gấp vấp phải cái ban này thì các bạn vô comment mạnh lên nhá. Ok, đây đủ lượt xem và Điện Toán sẽ đo sạc và hướng dẫn cho anh em luôn. Con này tất cả hệ thống phun xăng điện tử FI đầy đủ luôn. Xe để nổ luôn nhá. Đây. Đủ lượt theo dõi các bạn, đủ 50 người xem, chia sẻ mạnh lên thì Điền Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra đo sạc. Nhiều hơn nữa đi anh em ơi. Mới có 12 người xem, Điền Tuấn sẽ nổ máy và Điền Tuấn sẽ dùng đồng hồ và đo kiểm tra coi nó có sạc không. Vấn đề không sạc thì Điền Tuấn sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em một cái ban bận này cực kỳ dễ nhưng cực kỳ khó với những anh em nào chưa biết và chưa va phải cái ban này. Thì có thể các bạn bùng nát hết con xe ra nhưng vẫn chưa tìm thấy kết quả nhá. 14 lượt xem, nhiều hơn nữa đi anh em ơi. Xin chào mọi người nhá. Mạnh lên, gắn thẻ mạnh like lên thì tôi sẽ chia sẻ luôn. Đầu tiên bây giờ chúng ta không sạc đây. Thì Tuấn sẽ vặn thang đo lên đồng hồ đo vôn. Thôi chỉ anh về em dừng lại. Nói đi. Và Thì Tuấn sẽ cặp một que đo quan dương ắc quy. Đấy chưa, chỉ anh về em dừng lại. Đây dí một que đo này. Nói chuyện này chứ có gì đâu. Rồi. Que đo đã sẵn sàng. Bên điện chỉ có ở chế độ khoảng 12,4V. 12,45 nha. 12,4V. Các bạn bật đèn thì đương nhiên bình sẽ sụp. Đấy, bật xi nhan, đèn sẽ xuống tiếp và bình sẽ xuống. Có 12,30. Từ Tuấn đã bật đèn lên, kích hoạt đèn. Bằng cấp đầy đủ. Chưa đủ người xem nha các bạn. Đây đèn đã bật. Thì đương nhiên chỉ còn 12,28V. Thôi mà. Tất cả rờ le đều bình thường. Thì Điền Tuấn sẽ kiểm tra cho anh em. Đông người xem, 50 người xem thì Tuấn chia sẻ luôn. Và cách kiểm tra cho các bạn cho sạc lên bình thường và nguyên nhân tại sao mà lại không sạc nhá. Đấy, bật đèn thì đương nhiên sạc càng ngày càng bình càng ngày càng tụt. Xong chưa? Xong rồi hả? Ok. Đây. Bật xi nhan luôn cho nhấp nháy bên này luôn. Ok.
sẽ còn. Đây từ từ xe đèn nó sẽ xuống và sẽ tụt đây. Tắt khóa điện thì đương nhiên bình ắc quy sẽ ở chế độ như kiểu các bạn nổ máy thôi. Đây. Rồi bấm đề đi. À bóp thắng dùng. Khỏi cần, từ từ tí nó dí sau cho nó nổ ấy. Còn vấn đề ổ khóa thông minh Smoky này sau này bị lỗi gì Đình Tuấn xin chia sẻ các bạn luôn. Cắt cực kỳ kiểm tra ổ khóa thông minh Smoky này. Bóp mặt lên. Ok. Thì chỉ còn khoảng 12,28-29V. Chút xíu sẽ còn, sẽ tụt. 48 người xem, đông người hơn chút xíu anh em ơi. Bởi vì còn ngày mai nữa rồi, còn ngày mốt. Ngày mốt là ngày 24 thì Tuấn sẽ, anh em sẽ tập trung tại đây. Thì Tuấn sẽ hướng dẫn anh em quá nâng cao về tay nghề xe phun xăng điện tử, cách xử lý những đồng hồ và những tất cả những bộ nồi cơm bị rung giật, bị gợn ở tốc độ 4-50 nha anh em. Chia sẻ mặt like lên. Rồi tắt cái này, tắt đèn luôn. Con xe này thì km mới chạy có khoảng 2.926 cây. Con này chưa được 3.000 km nha, chưa được 3.000 cây luôn. Còn chế độ này đang chế độ báo thanh nhớt. Anh em thanh nhớt xong nhớ bấm nút reset lại. 55 người xem. Bình thì đương nhiên sẽ còn khoảng 12,43V. Ăn cơm đây phải đói nha. Vô xem đi anh em. Mới có 47 người nhỉ. 55 rồi, 47, ok. Vậy đầu tiên thì Tuấn xin phép hỏi tất cả anh em đang xem live stream đây, rút một cục rally chính ra của dòng xe phun xăng điện tử đề từ thì anh em hỏi có nổ hay không. Comment bên dưới giùm mình Tuấn nha. Ok. Theo anh em thì một con rally chính nằm cạnh con rally đề và sạc rút ra xe có khởi động được không? Theo anh em đây sẽ có hai rally. Một con rally khởi động đề và sạc và một con rally chính nằm ở dưới này, kế bên con rally lớn. Theo anh em rút con này ra thì có đề nổ không? Comment bên dưới đi anh em ơi. Comment tương tác mạnh, chia sẻ mạnh vào, Đình Tuấn sẽ làm cái ba này và dùng đồng hồ đo coi nạp lên không. Anh em comment nếu Đình Tuấn rút con rally chính này ra xe có nổ được không? Anh em cho xin một cái bình luận bên dưới đi. Đây. Một con rally chính nằm kế bên con rally khởi động đề và sạc. Anh em vô comment đi. Comment bình luận bên dưới nếu Đình Tuấn rút con này ra thì xe có đề nổ hay không? Và khi hư con này có hiện tượng xe bị gì không nổ, ok. Đinh đau vỏ không nổ. Em chỉ học hỏi, ok, một người bảo không. Tiếp tục anh em comment bên dưới. Nếu con rally này hư hoặc rút ra thì xe có khởi động đề bình thường hay không? Anh em vô comment tương tác chia sẻ luôn. Nếu một cái ban này, nếu sau này anh em nào gặp phải ấy, con vấn đề con xe mà không bị sạc thì các bạn phải tự kiểm tra đầu tiên cho Đình Tuấn là cái ví dụ gì, nổ ok. Nhưng có sạc không anh em? Tiếp tục nổ và không nổ, không và nổ thì anh em xem có nổ hay không và có sạc hay không. Có sạc không anh em? 84 người xem, ok. Thì vấn đề Đình Tuấn sẽ chốt bài ở đây. Nếu một ngày nào đấy thôi khỏi cần soi, một ngày nào đấy anh em một con xe mới, nếu vấn đề bình ắc quy khi nổ máy điện không sạc thì các bạn hãy kiểm tra cho Đình Tuấn đầu tiên là con rally chính. Con rally này hư thì sẽ không bao giờ sạc nha anh em, nhưng nó vẫn nổ máy bình thường. Đình Tuấn chốt bài luôn. Nếu một ngày nào đấy một con xe rất đẹp như thế này, khách hàng bảo vô cửa hàng mình, khách hàng bảo con xe này em kiểm tra cho chị thay bình liên tục nhưng không sạc, đi tất cả những tiệm rồi mà không xử lý được, đặc biệt những anh em ở quê chưa có va chạm với con xe này, thì đầu tiên các bạn hãy kiểm tra cho Đình Tuấn con rally chính. Ok, con rally chính nha. Con này nó hư thì không sạc đâu, còn bình thường nó khởi động bình thường đấy, Đình Tuấn sẽ rút ra luôn.
và tính toán sẽ dùng con relay này rút ra có khởi động nổ không, và tính toán sẽ thay thế con relay khác kiểm tra coi nó có sạc không. Tính toán rút ra ngoài, dọa ballast đây luôn. Đây này, tính toán đã rút con relay chính này ra khỏi ngoài nha anh em, chỉ còn con relay khởi động đề và sạc. Rồi nổ máy anh em. Rồi nó vẫn nổ máy bình thường cho anh em luôn. Thì tuy nhiên nổ máy thì đương nhiên sẽ có còi đèn xi nhan đồ đầy đủ nha. Rồi tiếp tục chúng ta đo. Các bạn bật chuyển qua thang đo, đo vôn cho Tín Tuấn nha. Đo điện một chiều. Cắm vô em. Có người anh em này đến trước thì cho học trước luôn. Rồi đồng hồ này thì đa năng, nếu các bạn không sử dụng trong vòng có khoảng vài phút thì tự động nó sẽ tắt màn hình nha anh em, chống hao pin. Rồi vẫn 12,46V. Vậy thì Đình Tuấn bây giờ sẽ đi kiếm một con relay. Và các bạn phải dùng con relay như thế nào để cho nó hợp lệ trên một cái dòng xe phun xăng điện tử, đặc biệt những xe điện tử. Chứ nhiều anh em nào chưa biết, các bạn nghĩ rằng hư relay chính là relay của xe điện tử. Các bạn ra tiệm phụ tùng mua, các bạn chưa biết cách kiểm tra trong cái cuộn, trong con relay này là bao nhiêu ký, là bao nhiêu ôm. Thì đôi khi các bạn gắn vào thì đương nhiên các bạn cứ nghĩ rằng con relay này mua ở phụ tùng là con mới, bảo đảm nó sẽ là xấu. Nhưng khi các bạn lắp vào trên xe thì sẽ có hiện tượng. Thông tin các bạn có thể thử, nếu có một con xe điện tử các bạn cứ thử nha, hiện tượng gì xảy ra với anh em. Còn bây giờ Đình Tuấn chính thức đi thay một con relay mới cho anh em luôn. Đình Tuấn sẽ đi dùng một con relay này thay cho anh em. Ok. Thì các bạn làm cái gì, thao tác cái gì các bạn muốn gắn vào thì anh em phải tắt khóa điện trước khi sửa chữa. Ok. Để ổ khóa về chế độ off là tắt. Và Đình Tuấn xin phép được gắn con relay vào. Rồi các bạn làm xong ok, cảm thấy relay lắp chắc chắn thì lúc đấy các bạn bật chìa khóa về ở chế độ on. Rồi nổ máy. Đây, bây giờ tiếp tục anh em đi kiểm tra coi xe này có sạc hay không. Rồi anh em thấy không, nó lên một cái 14V máy liền. Bởi vì dòng xe này cuộn điện 3 pha nó sạc rất mạnh nha anh em, không bao giờ để cho quá 15V. Ok chưa? Quá ok. Vậy Đình Tuấn sẽ xoay ở thang đo chế độ đo ampe. Rồi bỏ đầu kẹp ra. Đây. Đình Tuấn sẽ kẹp ampe luôn cho anh em luôn. Nha các bạn, 0,82 miliampe, ampe nhá. Ok, rất chuẩn. Các bạn sẽ lên ga. Anh em thấy hay hãy chia sẻ cho Đình Tuấn và tương tác. Còn nếu anh em nào cảm thấy yêu và mến Đình Tuấn thì các bạn cứ ghé với Đình Tuấn tham gia khóa phun xăng điện tử. Đình Tuấn cam đoan sẽ làm tất cả 100% những gì mà tay nghề Đình Tuấn có trong suốt thời gian mười mấy năm vừa qua, và xử lý tất cả những dòng xe ga trên thị trường Việt Nam. Thì anh em cứ đến với đây, không riêng gì học những dòng xe phun xăng điện tử, học lý thuyết đâu. Đình Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn xử lý những cái ban nào cắt đo kiểm cực kỳ dễ và xử lý trên một con dòng xe phun xăng điện tử, đặc biệt xe điện tử khóa thông minh Sparky, thì anh em sẽ làm rất chi là gọn gàng và nhịp nhàng, không phải lo nghĩ gì. Đây, con xe này đã có Alicitop hoạt động luôn cho anh em. Đấy, ok. Bởi vì khi nhiệt độ động cơ trên 60 độ C, tất cả giá trị cảm biến bình thường thì đương nhiên Alicitop sẽ hoạt động. Còn một nhiều anh em vấn đề khác bảo thông số ok rồi mà Alicitop này không hoạt động, nút Alicitop này ok, thì Đình Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn trong một clip gần đây nhất nha. Thì Tuấn sẽ hướng dẫn anh em con xe đấy thông số ok thì Alicitop là phải hoạt động. Cái cách các bạn làm sao để cho hoạt động
thì Toán sẽ hướng dẫn cho anh em trong clip sau. Rồi, bấm máy. Và anh em chia sẻ tương tác mạnh, bây giờ tiếp tục Điện Toán sẽ lấy một con relay 4 chân tương tác như nhau. Nhưng Điện Toán không biết là cái cuộn dây ở trong bao nhiêu ôm và bao nhiêu khí. Và bây giờ Điện Toán bây giờ ví dụ ra tiệm phụ tùng mua con relay về nhà, con relay 9 gắn trên xe, thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? Các bạn chia sẻ like mạnh lên nữa. Khoảng 150 người đi chẳng hạn như vậy, Điện Toán sẽ làm luôn thao tác bây giờ. Ví dụ ra tiệm phụ tùng mua con relay khởi động, con relay 9 4 chân. Ví dụ như con relay của những dòng A-Black hay là Lead hoặc SCR mà số quận nó nhỏ hơn so với đề từ, thì hiện tượng lắp vào con xe sẽ bị cái nào, thì các bạn phải thao tác và kiểm tra đo kiểm ngay lập tức. Chứ nhiều lúc anh em nghĩ rằng cứ lăn tăn ra tiệm phụ tùng mua con relay, cứ nghĩ rằng con relay đấy phụ tùng bán cho mình là sống, thì đương nhiên con relay đấy sẽ là sống, nhưng về nhà lắp vào trên xe thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? Anh em comment chia sẻ mạnh thêm nữa nha. Anh em chia sẻ tương tác mạnh, Điện Toán sẽ dùng một con relay nữa gắn vào trên con xe này, thì hiện tượng gì nó sẽ xảy ra đầu tiên cho con xe này nha. Chia sẻ mạnh hơn nữa, Điện Toán sẽ chia sẻ hết tất cả cho anh em. Còn anh em nào muốn chinh phục về những dòng xe phun xăng điện tử, đề từ, khóa thông minh SMK hoặc thắng ABS, làm tua sửa chữa những cái đồng hồ điện tử, những ban bật Điện Toán chỉ cho anh em bắt và làm sao xử lý cho nhanh, thì các bạn cứ liên hệ với mình. Điện Toán mở khóa học luôn luôn 12 ngày sẽ có một khóa nha anh em, bởi vì Điện Toán dạy ngắn hạn chỉ có 7 cho tới 10 ngày là hết. Cam đoan với anh em, Điện Toán sẽ mong rằng anh em sẽ hiểu được tất cả những cái dòng xe phun xăng điện tử và anh em có một cách xử lý cực kỳ dễ. Và Điện Toán sẽ nghỉ hơi khoảng 2 đến 3 ngày tiếp tục đón chào những anh em mới. Số lượng dạy Điện Toán không cần đông, quan trọng ít nhưng chất lượng. Miễn sao anh em đến với mình là ok. Rồi bây giờ Điện Toán sẽ làm tiếp tục một con relay nữa cho anh em nhá. Rồi. Người anh em rút cho Điện Toán con relay này. Con relay 9. Đúng rồi. Con này là relay 9, còn con kia relay khởi động, đề và sạc. Rồi, ok. Vậy bây giờ con này Điện Toán xin phép là bị hư. Vậy bây giờ Điện Toán sẽ dùng một con relay khác đi mua ở tiệm phụ tùng về, anh em lắp vào đây thì con xe có bị hiện tượng gì hay không, thì các bạn chia sẻ comment mạnh lên, chia sẻ like dùm Điện Toán. Điện Toán cảm ơn tất cả mọi người. Chia sẻ mạnh lên anh em ơi. Điện Toán xin chào mọi người nhá. Anh em chia sẻ tương tác, chia sẻ mạnh trên cộng đồng mạng cho tất cả những anh em nào hồi giờ đặc biệt chưa va chạm phải con SH này. Lỡ may một khách hàng anh chị em nào dẫn vào cửa hàng các bạn, thì nhiều anh em không biết gì hết, anh em lại lò mó, thì đương nhiên anh em sẽ đi đo quận và thay quận. Quận không được thì anh em làm IC, nó rất chi là khổ. Một con xe đề từ này thì đồ thì mua không bao giờ rẻ, bởi vì IC thứ nhất nữa, cái thứ hai nữa, các bạn mua về nhà các bạn phải có máy, hoặc các bạn không có máy thì các bạn phải đồng bộ, hoặc các bạn mua con ECM là IC trắng, các bạn về nhà chỉ cần bật chìa khóa ăn ngay. Nhưng các bạn không hết bận thì đương nhiên anh em phải ôm luôn cục IC và cuộn điện, thì thứ nhất nó bỏ vốn ra rất nhiều nhưng không biết bao giờ mình mới thay lại, còn anh em bán thì nó sẽ bị lỗ. Ok. Vậy bây giờ Điện Toán sẽ đi mua con relay 4 chân này lắp vào trên xe, thì hiện tượng con xe gì sẽ xảy ra, thì anh em chờ Điện Toán cắm vào luôn. Làm gì thì làm, anh em tắt khóa điện về chế độ an toàn là chế độ off cho Điện Toán nhá. Ok. Chào Honda Ngọc Thêm, chào Đoan Đỏ Chót, chào tất cả những anh em Điện Toán đang ngồi đang xem live. Chia sẻ comment cho xin một cái gì nữa hay anh em ơi, để tương tác để Điện Toán cắm vào.
cắm vào thì các bạn không biết đo ở con le này, ở quận của nó là bao nhiêu ôm. Các bạn lăn xăn chạy ra tiệm phụ tùng thì bảo anh chị ơi bán em con le 4 chân. Thì đương nhiên phụ tùng người ta chưa được học, chưa được hiểu, thì người ta sẽ bán cho anh em con le 4 chân này về. Và anh em chạy phà phà về, anh em lắp vào cứ nghĩ là nó ngon cơm. Nhưng cuối cùng về nhà hiện tượng gì sẽ xảy ra trên con xe? Vậy thì Tuấn xin phép cắm vào. Anh em chờ chút xíu nha, máy hết pin thì Tuấn sẽ phải câu sạc. Không nó hết, mất cái này nó phí. Vô tương tác mạng lên em ơi. Mạng lên nữa anh em có thể lên 200 người. Thì Tuấn thêm chia sẻ thêm một cái ban thứ ba chẳng hạn như vậy. Mới có ban thứ hai. Ồ anh em cắm cho thì Tuấn xin một cái ít điện đi. Kéo kéo xe qua đây sát cho chúc cho em đi. Tương tác mạnh like chia sẻ mạnh lên. Năm 2020 này thì Tuấn sẽ làm hết khả năng của mình để hướng dẫn tất cả những gì anh em đến với Bình Định. Thì tất cả anh em sẽ có hết. Tương tác chia sẻ mạnh lên anh em ơi. Còn anh em học lý thuyết không thì chưa bao giờ gọi là đủ. Thứ lý thuyết phải đi chung với thực hành. Hai cái phải đi song hành với nhau. Thì anh em sẽ làm những con xe cực kỳ là nó dễ. Cắm vào đấy chứ. Ồ đụng nước à. Ok cắm vào. Rồi cho xin cục sạc vào đây luôn. 186 người xem, có thể lên 13 người nữa. Thì Tuấn cảm ơn tất cả anh em đang theo dõi live stream. Rồi 12 người nữa sẽ thành 200 người xem. Đây ok thì Tuấn đã cắm sạc nhá. Ok chưa. Và thì Tuấn sẽ cắm con le này vô luôn. 200 người đi anh em. Có thể lên 200. Ok. 200 thì Tuấn cảm ơn mọi người nhiều nhá. Ok. Tuấn sẽ cắm con le này vào. Ok, đi đúng hàng để cắm vào. Ok. 200 người xem được không anh em? 200 người xem thì Tuấn sẽ bật khóa điện. 190 người. Rồi còn sẽ một ngày ở đấy những cái dòng xe đặc biệt không trang bị ổ bộ ba cảm biến, bộ ba cảm biến hay hao xăng thì Tuấn không nói nha. Còn những cái dòng xe mà những bộ cảm biến rời, đặc biệt những con TB và van cầm chừng nhanh trên hỏng ga rời. Nếu con xe một ngày nào thích hao xăng hay lợi xăng, cảm biến oxy 2 thích nhạt hay thích đậm thì Tuấn sẽ gửi cho anh em một clip vào lần sau. 200 chưa anh em? Thì Tuấn mới có 193 người. Mở điện thoại có bao nhiêu người xem nhỉ? Bật khóa điện này. Ok. Một con rơ le mua 4 chân thì Tuấn sẽ bật khóa điện. Chia sẻ tương tác đi anh em để nhấn vô. Ok nhấn thì xoay. Đấy các bạn thấy không, ổ khóa xoay. Nhưng đồng hồ tắp lô sẽ mất hết. Đấy. Anh em thấy không, nó rất nguy hiểm. Nếu anh em nào chưa được học và chưa được va chạm qua cái ban này. 73. À. Ok Đình Tuấn bật rồi đây. Tất cả đồng hồ tắp lô sẽ tắt hết. Đấy đôi khi anh em chưa biết cách kiểm tra thì mình có thể mua con rơ le vào gắn thì nó rất nguy hiểm. Thì cái fan này có thể thêm người xem nữa, Đình Tuấn chia sẻ luôn lỗi lầm bị tại sao trên đồng hồ lại cháy. Đồng hồ thì nó cháy thì đương nhiên cầu chì sẽ là đi đầu tiên, nó nổ đọp đọp ở dưới này cầu chì. Không tin anh em nào bữa nào có thử một con rơ le vào, anh em cứ cắm vào một cái thì một cầu chì sẽ nổ và có thể xịt khói. Cắm 10 lần thì tương tác cho 10 cầu chì cháy. Ok. Vậy bây giờ Đình Tuấn sẽ tắt khóa điện ở chế độ off là chế độ an toàn để kiểm tra xem cầu chì nào đứt. Thì trên này nó sẽ có chỉ dẫn cầu chì cho anh em. Đây. Cầu chì này thì cầu chì thứ hai là 15A. Là Made in A nha. Rồi thì Tuấn sẽ đi kiểm tra nó. Tắt khóa điện nha anh em.
vậy con cầu chì này sẽ bị cháy ngay. Đấy, rất nguy hiểm nha anh em. Thì một ngày nào đấy anh em cứ nghĩ rằng ok, cứ nghĩ rằng mình mua con Rale này 4 chân đúng rồi mà. Đúng rồi, ok, đúng, chuẩn. Rale 4 chân, con Rale này 9. Nó cũng giống con Rale đề thôi. Tất cả Rale như nhau hết, to nhỏ, chức năng làm việc như nhau. Nhưng quan trọng cái quận trong này có ok không. Thì các bạn cứ nghĩ rồi, mua con Rale mới rồi, sao về nhà cứ bật lên cháy cầu chì. Ok, bật lên một cái cháy cầu chì. Thì lúc đấy anh em lại cuống lên, nhiều anh em lại chưa được hiểu, anh em lại quấn dây đồng to trong này. Đấy, nhiều lúc anh em quấn một cọng dây đồng thì không sao, hoặc hai cọng nhỏ không sao. Các bạn chơi khoảng 5 đến 10 quận, các bạn bắt ngang qua đây thì hậu quả cực kỳ là khó trên một cái dòng xe phun xăng điện tử nha anh em. Còn các bạn cứ bỏ có một cái cầu chì 15A này vào mà cứ bật khóa điện lên cháy liên tục, cháy liên tục, cháy liên tục, thì các bạn lại nghi ngờ xe này đang bị chập dây điện ở đâu. Tuy một con xe rất mới hoặc con xe rất cũ, anh em cứ nghĩ rằng nó bị chập dây điện ở đâu. Nên sinh ra nguyên nhân cứ cháy cầu chì liên tục. Con Rale mình đã mua một con Rale mới rồi, nhưng tại sao vẫn cháy cầu chì? Thì cái nguyên nhân này ở đây đơn giản nhất, bởi vì các bạn mua con Rale này đúng rồi, nhưng các bạn đo, ký hoặc là ôm con Rale này chưa được chuẩn để lắp cho những dòng xe điện tử. Còn Rale này lấy ra hoặc là thay một con cầu chì vào thì đương nhiên xe sẽ nổ. Lấy cho Đình Tuấn cầu chì 10A đi nhỉ. Ok. Rồi, chìa khóa bắt úp cầu chì thứ 3. Cầu chì này luôn ổ khóa, cầu chì ổ khóa. Rồi anh em bỏ vào. Giờ không có cầu chì, ok, gắn vào đi. Sao vậy? Dí vào chứ. Ok. Rồi Đình Tuấn đã xong. Và Đình Tuấn sẽ đi mua tiếp tục con Rale khác, hoặc là mình không biết, mình đi mở một con xe ra, gắn một con Rale vào. Và tiếp tục bật khóa điện. Rồi, đã ok. Rồi, nổ máy nha. Cầm máy ok. Còn một ngày nào đây đấy ấy, nếu anh em nổ máy lên, cứ bật khóa điện thì tất cả đồng hồ FI bình thường, nhưng cứ kích hoạt máy lên là cầu chì tiếp tục cháy. Thì Đình Tuấn sẽ chia sẻ vào một ngày nào đây gần đây nhất nha. Có nhiều anh em lại bị lộn cầu chì, nên đôi khi thợ nọ lại hằn thợ kia, anh em nọ lại hằn anh em kia, nên bị cuống. Bữa Đình Tuấn gặp một con xe Lít đời 2016 125 điện tử, cứ bật khóa điện lên thì bóp còi, xi nhan tất cả đều bình thường. Nhưng con xe đấy khi anh em kích hoạt để nổ lên thì cầu chì cứ này cứ cháy khoảng tẹt cả lửa nha. Ok mọi người. Và hôm nay theo Đình Tuấn sẽ chia sẻ với các bạn trên mô hình này là các bạn thứ 3, theo anh em cắt sợi dây này có để nổ hay không. Hôm nay vui do ngày mai nữa, Đình Tuấn ngày mai nữa, ngày mốt phải hướng dẫn cho anh em rồi. Có thể công việc không thể nào live stream được. Đình Tuấn rất mong những anh em nào luôn luôn ủng hộ và chào đón tất cả anh em ở Bình Định nha. Miễn sao anh em mình tin nhau. Các bạn cứ đến đây, Đình Tuấn bao anh em phê, không phê thì Đình Tuấn không lấy tiền đâu. Rồi ok. Theo anh em, một cái dây vàng này cắt ra thì xe có khởi động để nổ hay không? Và con dây vàng này có chức năng nhiệm vụ như thế nào? Anh em nào biết xin comment bên dưới giùm Đình Tuấn luôn. Đây, dây vàng này. Anh em chia sẻ tương tác, số lượng coi gần 250 người. Ok, Đình Tuấn cảm ơn. Chia sẻ mạnh like lên nha em ơi. Chia sẻ lên nhóm trên trang cá nhân, đặc biệt Đình Tuấn chia sẻ. Nói chung là ba cái bang này là ba bang cực kỳ là nguy hiểm trên con xe. Đặc biệt để mang lới cho những anh em nào hồi giờ chưa gặp, mà mai hoặc sau này gặp phải các bạn đấy, các bạn phải biết cách xử lý làm sao cho nhanh và gọn để cho khách hàng người ta ok.
Theo anh em, một con xe, bất cứ xe đề từ nào, nếu cắt dây vàng này ra thì xe có đề và nổ không? Hoặc một ngày nào đấy con IC dập mát cho con rò le khởi động đề và sạc là con dây vàng này. Theo anh em, đứt cái dây này hoặc hư IC ở chức năng đó thì xe có khởi động và đề nổ bình thường hay không? Anh em comment bên dưới. Ok, vàng dây nạp. Vàng đây anh em ơi, vàng đây đâu phải dây nạp. Đây, vàng nhỏ ở đây nhá. Vàng đỏ đây anh em ơi. Xe nào có dây vàng này? Ok, dây vàng này thì đương nhiên nó sẽ từ IC dập mát cho rò le khởi động để và sạc. Theo anh em, đứt dây này có nổ máy hay không? Hoặc sau này đứt luôn cái dây này, đứt luôn cái mặt ở từ IC dập mát cho con rò le này thì anh em comment bên dưới cho Đình Tuấn có nổ hay không nhá. Dây vàng này Đình Tuấn cắt bụp và xe có khởi động đề và nổ sạc bình thường hay không? Ok, bạn Ngọc Phạm Văn, dây vàng cấp mát cho mặt đề. Ok, nhưng theo anh em nó đứt có đề được hay không? Đây, cấp mát cho rò le đề khởi động đề và sạc, vấn đề bình thường. Ok, không. Ok, và đề được, nhưng con xe này nó phải ở như thế nào, tình trạng hiện tượng con xe này như thế nào nó mới nổ được, và con xe nó bị như thế nào được, không được thì nó không đề được, thì anh em comment bên dưới luôn. Ok, Hoàng Đạo Mô Tô, nếu nó đề được nhưng ở động cơ hoặc là hệ thống phun xăng điện tử nó nằm ở vị trí như thế nào thì đề mới được hả anh em, còn nếu như thế nào thì không được, và xảy ra nguyên nhân bị cái gì trên xe, anh em comment bên dưới luôn. Không để được, xe sẽ không nổ. Ok, xin chào mọi người, thì tôi sẽ giải thích luôn, chia sẻ mạnh lên anh em ơi. Nổ được hết, ok. Nổ được, nhưng nổ ở vấn đề ở chỗ nào anh em? Nổ được, ok, thì Tuấn sẽ bảo nổ được, bổ máy là không. Bỏ máy là không, ok. Đúng rồi, Văn Tường, chính xác. Bỏ máy không được, okay. Không đề, ok. Cái vấn đề này ở trên mô hình thì Tuấn có thể làm, anh em không thể tin được. Anh em cứ comment bên dưới đi. Và ngày mai, ok chưa? Ngày mai thì Tuấn sẽ sử dụng trên một cái xe điện tử, thì Tuấn sẽ chọt hoặc cắt đôi ra. Cắt đôi ra thì nó mất thẩm mỹ nhỉ? Chọt rác ra thì nó sẽ ok. Không đề được, đề được. Đề được, ok, thì Tuấn chốt cái bài này là đề được. Nhưng đề được ở những cái lĩnh vực như thế nào? Ví dụ những con xe nó ở vấn đề như thế nào các bạn đề được, và con xe như thế nào các bạn đề không được. Còn cái chuyện bó máy thì đương nhiên bó máy bê tông mà kể cả không đứt dây vàng thì đề vẫn không được rồi. Nếu anh em nào giải thích được thì anh em comment bên dưới. Đặc biệt nhiều anh em đã gặp phải và anh em đã từng va chạm cái bàn này rồi thì anh em gặp thì anh em sẽ chốt. Còn không, ngày mai thì Tuấn sẽ chia sẻ, bởi vì Đình Tuấn sẽ làm trực tiếp trên xe cho anh em luôn. Và Đình Tuấn sẽ chia sẻ các bạn này nguyên nhân bây giờ hư dây vàng, hư từ IC dập mát cho rò le khởi động đề và sạc, nhưng xe đề vẫn nổ, nhưng ở vấn đề nào con xe lại đề không nổ, và những gì hiện tượng xảy ra trên con xe thì ngày mai nhá anh em. Chào Lê Mạnh Cường, chào tất cả anh em. Nổ được nhưng không đề được, nổ được mà không đề được, đề máy nổ được với tình trạng máy tốt. Ok, Sơn Nam, đúng rồi, nhiều anh em trong này rất chuẩn, rất chuẩn. Đình Tuấn cảm ơn luôn nha. Ok, vậy Đình Tuấn sẽ góp ý thêm cho tất cả anh em, nhiều anh em trong này comment đúng, ok. Bởi vì một cái máy nếu đang chân chu, đang nổ bình thường, các bạn cắt dây vàng hoặc hư ở chế độ từ IC dập mát cho rò le khởi động đề và sạc thì con xe đấy vẫn nổ. Nhưng ở vấn đề nhiều con xe nó bị bó hoặc là máy đề nặng thì các bạn chỉ cần nhấn nút đề một cái, cầu chì 25A sẽ cháy ngay lập tức nha anh em. Còn vấn đề anh em muốn hiểu sâu thì các bạn có thể mở thêm sơ đồ mặt điện, hoặc các bạn nào sau này học của Đình Tuấn thì Tuấn sẽ hướng dẫn chi tiết hơn trên một cái mặt sơ đồ mặt điện, trên một cái dây vàng dập mát. Ok, đúng rồi, Sơn Nam chuẩn đấy.
Còn đề máy, nếu máy nặng thì sẽ đứt cầu chì 25A. Còn máy nhẹ bình thường chân chu, máy đang chạy bình thường thì đứt dây vàng không vấn đề gì xảy ra. Cái quan trọng là anh em mình phải hiểu được nó và anh em mình chinh phục được nó, và anh em mình từng khám bận, từng dám chơi tất cả những sợi dây điện trên những dòng xe. Anh em mình tạo tất cả những cái ban ra và anh em mình có thể dám chơi. Chơi cái gì thì chơi, thì anh em đừng bao giờ để chết con IC, bởi vì con IC nó rất nặng tiền. Miễn sao các bạn hiểu về nó thì các bạn có thể chơi và phá tất cả những gì trên những dòng xe full xăng tử mà anh em không cần phải sợ ngại chết với IC. Điều đấy mới đáng quý. Đình Tuấn chúc tất cả anh em luôn luôn phải nghiên cứu, luôn luôn phải tò mò, bóc bắt những dòng xe đời mới bây giờ, những hệ thống full xăng điện tử nó phải chạy và làm việc như thế nào. Có thể kỹ sư, nhà sản xuất, con chưa đặt chính thể rồi này. Ok, người ta sẽ làm. Và tất cả hệ thống đề có thể đôi khi khác nhau một chút xíu, để cho anh em thợ mình luôn luôn phải nghiên cứu. Chia sẻ màn like. Và ngày mai nữa thôi, ngày 1 thì Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em. Và 12 ngày sau thì Tuấn tiếp tục có một khóa nữa. Anh em nào có nhu cầu cứ tham gia. Được rồi, lắp lại. Bỏ này vô luôn, bỏ cái trắng vô cầu chì. Ngày 24 thì 15 ngày nữa đúng không? 12 ngày nữa là ngày 16. Tiếp tục đó là ngày 16 âm lịch nha anh em. Nằm vào mùng 9 tháng 3 dương lịch, ngày 16 tháng 2 âm lịch, Tiền Tuấn tiếp tục sẽ có một khóa nữa đây. Anh em nhớ nhá, anh em nào có nhu cầu, nếu các bạn sắp xếp được thời gian 7 cho tới 10 ngày thì anh em đăng ký khóa sau. Vào ngày thứ hai, mùng 9 tháng 3 2020 dương lịch, nhằm vào ngày 16 tháng 2 âm lịch, ở tại Bình Định, cửa hàng Đình Tuấn. Các bạn có nhu cầu, các bạn cứ vui lòng tham gia và liên hệ đăng ký. Nổ được, đề không được, nổ bình thường, Hoàng Đại nổ bình thường nha anh em, không vấn đề gì hết. Nếu đứt dây vàng, xe vẫn nổ bình thường, nhưng ở chế độ xe phải trơn tru, hoạt động bình thường, bít tông không bị xước, không bị bó. Nếu máy bó, bít tông bị xước, đề nặng thì đương nhiên cầu chì tổng 25A sẽ cháy ngay lập tức nha anh em. Trả tất cả rờ le chưa? Đưa mấy con rờ le đây nhỉ? Tôi xin hai rờ le đi. Ok. Và tất cả ban bạn ở đây thì anh em khỏi phải suy nghĩ, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì hết. Đình Tuấn sẽ làm tất cả mọi khả năng hướng dẫn cho anh em một cách tốt nhất, dễ hiểu nhất, xử lý những ban bận cực kỳ dễ nhất cho anh em. Không cần phải sơ đồ mặt điện quá nhiều trên một dòng xe phun xăng điện tử. Nếu như một con xe mang vào bận như thế này, nhiều anh em cứ phải mở sơ đồ mặt điện ra để xem nguyên lý hoạt động như thế nào thì cực kỳ nó rất mệt mỏi. Các bạn phải khởi động máy tính, các bạn phải đi tìm những dòng xe, các bạn phải mở to, phóng to màn hình ra để các bạn xem sơ đồ mặt điện, thì lúc đấy có thể chậm và muộn màng. Còn cách Đình Tuấn hướng dẫn ở đây, có mỗi người có một cách hướng dẫn riêng. Đình Tuấn muốn làm sao cho anh em dễ hiểu nhất cách xử lý những ban bận, những con cảm biến. Anh em phải giả lập làm sao cho nó nhanh nhất, chỉ cần vài bước các bạn sẽ kết luận rằng nó sẽ hư. Thì một con IAT nếu báo nháy 9 nháy, các bạn chỉ dùng một con để chở cắm ngay cho Đình Tuấn hai đầu này, các bạn phải rắc ra. Nếu trên đồng hồ táp lô sẽ không hiển thị lỗi 9 nữa thì lúc đấy các bạn kết luận rằng con IAT này sẽ hư. Nếu trên đồng hồ táp lô vẫn còn báo 9 nháy nữa thì các bạn đo Đình Tuấn hai dây thông mạch này lên IC có chân nào đứt không. Nếu hai chân này vẫn hoạt động bình thường, vẫn thông mạch từ đây lên IC thì kết luận còn lại thứ ba là bị hư IC nhá. Chỉ có 3 yếu tố: 1 hư IC, 2 là đứt dây, 3 là hư cảm biến. Thế thôi, tất cả trên những dòng xe. Còn nhiều vấn đề một ngày nào đấy các bạn cứ nghĩ rằng IC cấp từ 5 cho tới 10V 4 sợi dây này
trắng đỏ, trắng đen, trắng sân biển và sân biển sọc vàng. Nâu sọc đen luôn luôn có dòng điện 11, từ 11 cho tới 12V IC cấp cho CKP. Dây này dây mát. Nhiều lúc anh em cứ nghĩ rằng ồ mát đủ, 12V có, 4 dây tín hiệu này 5-10V có, nhưng đề vẫn cặt cặt thì nguyên nhân tại sao? Có thể anh em tới đây Đình Tuấn sẽ chia sẻ những cái ban này cực kỳ cho anh em dễ luôn. Đấy, ok. Nhiều lúc anh em cứ nghĩ rằng 5 đến 10V ở 4 sợi dây trắng đỏ, trắng đen, trắng sân biển và sân biển sọc vàng. Ok, 5 tới 10V. 11 12V nâu sọc đen từ IC cấp và dây mát. Các bạn cứ nghĩ rằng IC này cấp đã chuẩn, nhưng vấn đề cặt cặt thì vấn đề yếu tố Đình Tuấn sẽ hướng dẫn cho các bạn ở tại Bình Định nha. Quá nhiều người xem luôn. Ok. Còn cái van cầm chừng này ấy, nó hư không liên quan gì tới việc nổ máy hết. Anh em cứ yên tâm, rút ra nó vẫn nổ máy. Ok. Cái này thì đơn giản thôi, nó có dây màu đen sọc trắng luôn luôn có 12V sau khóa. Dây này lại là dây tín hiệu. Thế thôi. Còn TB cũng vậy. TB thì chỉ có 3 dây, một tín hiệu, một mát, chung cảm biến và một nguồn 5V. Cái này rút ra vẫn nổ máy bình thường, nhưng lên ga không ngọt thôi. Còn TB này, cách xử lý, kiểm tra van cầm chừng nhanh hư, TB hư thì Đình Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn tại đây luôn. Kể cả cảm biến VS, kể cả CKB, kể cả IC, kể cả relay để khởi động, để và sạc, tất cả Đình Tuấn sẽ có tại ở tại cửa hàng cho anh em nhé. Không khó những gì mà trên cộng đồng mạng cứ nghĩ rằng phun xăng điện tử anh em phải lo nghĩ, anh em cảm thấy đắn đo đi học cái phun xăng điện tử này nó phải đau đầu, có thể mệt óc và mệt mỏi cho anh em. Nhưng cái quan trọng là người hướng dẫn thao tác làm sao cho các bạn xử lý. Anh em học ở đây, thứ nhất học về lý thuyết, cái thứ hai anh em mình được thực hành thực tế trên những con xe. Đặc biệt xe của cửa hàng Đình Tuấn trên 10 con, đó là số lượng xe của mình. Còn xe của khách hàng ở đây người ta ra vào sửa xe liên tục. Anh em có thể hồi giờ nhút nhát chưa làm xe tay ga thì anh em có thể đứng ở đây cùng với Đình Tuấn chinh phục con xe đấy và tiếp xúc với luôn khách hàng. Thì anh em về nhà sẽ có một cảm giác tự tin hơn. Sau này một con xe ga vào anh em không lung túng nữa, bởi vì anh em xử lý ok và được trực tiếp có khách hàng ở đấy. Với vấn đề là như vậy. Ok em, muốn còn số lượng còi rất đông. Ok chưa? Và ngày mai thì Tuấn sẽ hướng dẫn anh em học ở đây, ngày kia chứ. Những mặt đèn LED, những hệ thống đề, con này nó từ đâu, bắt nguồn từ đâu để khởi động đề và đèn LED. Nút công tắc chính dập mát hay dập lửa để cho LED trên đồng hồ, Đình Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn đầy đủ. Và Đình Tuấn sẽ nhổ tất cả 3 cái kim này trên đồng hồ này ra này. Và Đình Tuấn sẽ hướng dẫn anh em nhổ từng kim một, không cần dùng cảo. Và Đình Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn tua trả số đồng hồ OIO điện tử này một cách nhịp nhàng và dễ dàng, hàng không bao giờ bị nhiễm trì. Đình Tuấn sẽ cho anh em kéo thoải mái những cái km ở trên này giá trị. Các bạn cứ miễn sao km các bạn thích, nếu hợp phong thủy thì anh em cứ tua để ba cái đầu tiên và tự nhổ ba cái kim này lên. Ba kim này thì tương tác kim ở giữa km, kim bên trái báo nhiệt, kim bên phải báo xăng. Các bạn phải nhổ lần lượt ba kim này lên và bóc tắt cái đồng hồ ra để các bạn xử lý tua để trả về số các bạn yêu thích nhất. Và đặc biệt khách hàng người ta có nhu cầu thì mình làm thôi. Còn anh em nào tham gia khóa học, các bạn có thể inbox trực tiếp điện thoại cho Đình Tuấn hoặc comment qua Messenger. Xong rồi đúng không? Rồi đi ra con xe. Ban gì nữa thì ăn, mệt rồi anh em ơi, 3 ban rồi, 3 ban là ok lắm rồi nhá. Ok.
tất cả những gì anh em học thì thoải mái. Còn combo một bộ đồ côn 3.1, anh em nào có nhu cầu combo côn đây, 3.1 bộ nhá, cả lò xo luôn. Không giờ cả cắt quạt quạt đau bụng lắm rồi đúng không? Hả? Quấn ra quấn nhé. Huy hiệu Điền Tuấn chia sẻ quá nhiệt tình trên đầu, tại sao anh em lại bảo bác livestream chẳng có cái gì để học. Điền Tuấn đã chia sẻ từ đầu, anh em có thể coi lại trên trang cá nhân trên đầu nhá. Hôm nay Điền Tuấn hướng dẫn tới 3 hạng mục. Một là xe không đề, nguyên nhân tại sao, và khi gắn rờ le chính vào thì cầu chỉ cháy. Điền Tuấn đã xử lý 2 ban gọn gàng cho anh em. Và ban thứ 3 đứt dây vàng, tưới xe dập mát cho rờ le đề khởi động sạc. Thì nhiều anh em cũng biết, anh em comment và Điền Tuấn cũng chốt bài luôn. Anh em xem lại clip video dùng Điền Tuấn, Điền Tuấn cảm ơn. Điền Tuấn combo một bộ nồi 3.1 gồm một bộ nồi và một lọ xo xử lý cho anh em nào cần inbox. $310k cộng theo cái lò xo. Combo một bộ đây 310k, ok chưa? Anh em nào cần inbox. Còn tất cả set chân tài liệu chân IC Đình Tuấn đã soạn thẳng xào sẵn hết ở đây. Anh em cứ đến và Đình Tuấn sẽ giải thích từng cái nhiệm vụ, từng cái chức năng, những cái chân IC này nó làm việc như thế nào. Và tới đây anh em phải thỏa sức đam mê bẻ cho Đình Tuấn tất cả những hộp cầu chì trên này. Đình Tuấn đã làm van cho anh em phải bẻ bằng được trên này. Và Đình Tuấn sẽ dùng con Smart Tool này hướng dẫn anh em cách lấy mã ID, nhập thêm OPB, hủy FOB và tua tất cả những cái loại đồng hồ trên thị trường Việt Nam này. Người ta có nhu cầu, Đình Tuấn sẽ dùng con Smart Tool này và một cái súng này để tua tất cả đồng hồ và nhắc tất cả chip cho anh em luôn. Combo một bộ là so 310.000 nha anh em. Chuông gọi là bát chuông ở ngoài Bắc mình và ba cục ba càng cộng theo một lò xo cao dài khoảng 14 phân. Ok. Thì ngày 24 anh em nào bay máy bay tới sân bay Phú Cát, trước khi bay thì anh em inbox cho Đình Tuấn trước khoảng 30 phút, Đình Tuấn sẽ ra đón. Thời gian từ tiệm Đình Tuấn chạy tới sân bay Phú Cát hoặc ga Diêu Trì Quy Nhơn trong vòng chỉ 15 phút. Còn anh em nào ở đây đi xe đò thì các bạn tới ngã tư An Nhơn Bình Định, Đình Tuấn sẽ từ nhà chạy ra quốc lộ khoảng 5 phút đi bằng xe máy nha. Ok chưa? Mất hết à? Ok chưa? Ok. Và cái xe này sẽ lắp lại bình thường cho anh em. Ở quê không có gì khác, có một cái mô hình tương tác 4 cái rắc IC cho anh em đánh ban. Xe thì hơn 14 chiếc cho anh em lầu ánh. Tất cả những dòng xe Honda, Piaggio, rồi Yamaha, SQM cho anh em thỏa sức đam mê. Ôi, thời lượng livestream phát sóng của Đình Tuấn đến đây là hết rồi. Xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả mọi người đã tin tưởng ủng hộ Đình Tuấn xem livestream cách chia sẻ xe SH để không sạc hoặc để bị cháy cầu chì. Nguyên nhân Đình Tuấn đã chốt bài, giờ xin phép phải đi ăn uống. Xin chào tất cả anh em. Anh em nào có nhu cầu tham gia khóa học phun xăng điện tử FI nâng cao thì anh em liên hệ cho Đình Tuấn. Đình Tuấn sẽ làm hết khả năng 100% của mình, gửi tất cả những gì kiến thức của mình cho anh em. Thôi, xin chào tất cả mọi người.
Chúc anh em buổi tối thứ bảy cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Ngày mai chủ nhật gặt hái được nhiều thành công. Điện toán xin chào tạm biệt tất cả anh em. Xin chào nhá. Xin chào tất cả cả nhà luôn. Năm 2020 Điện toán sẽ làm tất cả những gì để hướng dẫn lại cho những anh em, đặc biệt những anh em nào đang băn khoăn về những dòng xe phun xăng điện tử mà anh em chưa thông não, hoặc vấn đề phun xăng điện tử nó bị hụp ga hay tốc độ gợn, hay là xe hay bị chết máy, hoặc bật khóa lên bị cháy cầu chì, hay những cái ban bận gì, Điện toán sẽ làm hết khả năng. Những ban bận đấy thì các bạn phải ghi trên tất cả giấy để sau này lục ra và nhớ vào con xe này tình trạng nó hay bị vấn đề ở chỗ nào nhá anh em. Rồi Điện toán xin chào tất cả mọi người. Bye bye. Bye bye luôn đấy. Đèn sơ mất kỳ, xi nhan trái, xi nhan phải, ổ khóa và hộp đen điều khiển sơ mất kỳ. Bạn thấy hay không? Bạn ấy về nhà gặp lại thì con chắc chết đấy. Chia sẻ anh em ơi, chia sẻ lên nhóm dùng Điện toán nhá. Đây những vấn đề Điện toán chia sẻ luôn. Ok như nào? Đây nhá. Vấn đề Điện toán sẽ chia sẻ luôn. Anh em nào in bảng thì cứ in đi. Hả? Không học là chết. Còn nhiều vấn đề xảy ra trên phun xăng điện tử, rất nhiều những cái ban nghiệt ngã, nhưng anh em khi biết rồi thì cực kỳ là dễ nhá. Rửa tay đi. Ok, rửa tay. Rồi, xin chào tạm biệt. Điện toán xin phép được về nhà nghỉ ngơi.